thưa quý vị, tù nhân lương tâm Trần Thị Nga vào ngày 5 tháng 6 được phép gọi điện về nhà sau nhiều tháng không được trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai cho hưởng tiêu chuẩn này. Ông Phan Văn Phong, người phối ngẫu và là cha của hai cháu nhỏ Phú và Tài của bà Trần Thị Nga vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6 cho đã cho tự do biết. Khoảng chắc hơn 51-57 phút gì đấy. À, gọi điện một cái thì là câu đầu tiên là cô chuyển trách thôi trước uh, tôi chỉ khuyên cô có một ý rằng là có thể em không phải là phạm nhân nhưng mà hiện tại em đang ở tù thì tức là em thực tế em là tù nhân thế do vậy mà khi mà ra thăm con người ta bảo em khoác áo tù nhân và nếu mà em khoác thì cái đó là đúng thực tế thôi thế còn tùy em khoác hay không thì khoác nếu mà cô gọi điện cô thì cô bảo anh vận sao anh không được biết thì khuyên gì cả kệ em em xử lý vấn đề Thế còn về sau đó thì hỏi thăm chuyện gia đình bên nội bên ngoại Thế xong rồi nói chuyện với trẻ con mấy câu Đây là lần đầu tiên bà Trần Thị Nga được gọi điện về cho gia đình Kể từ khi bị tuyên án 9 năm tù giam Rồi bị chuyển đến trại xa nhà ở Gia Trung, tỉnh Gia Lai Ông Phan Văn Phong cũng cho biết vào ngày 12 tháng 6 tới đây Ông cùng hai con nhỏ sẽ đến trại Gia Trung thăm bà Trần Thị Nga và hy vọng lần đi thăm tới đây sẽ được gặp thân nhân. Bà Trần Thị Nga sinh năm 1977 và cư ngụ tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bà là nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân cũng như lên tiếng cho các vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Bà bị bắt vào tháng riêng năm 2017 và bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên xử vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Phiên phúc thẩm vào ngày 22 tháng 12 cùng năm y án sơ thẩm cáo buộc tòa đưa ra là nhà hoạt động Trần Thị Nga tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tàu chiến Trung Quốc đã theo đuôi ở khoảng cách an toàn đối với một biên đội tàu của Hải quân Ấn Độ khi các tàu này rời Việt Nam cuối tháng 5 vừa rồi. India Today TV trích những nguồn tin tin cẩn cho biết như vậy hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018. Theo Indian Today, Biên đội tàu chiến Ấn Độ bao gồm tàu vũ trang chống tàu ngầm tàng hình INS Kamota, một tàu chở dầu, đã rời Việt Nam trong tuần cuối cùng của tháng 5 sau buổi diễn tập với Hải quân Việt Nam, đã phát hiện ra một tàu chiến Trung Quốc theo đuôi họ ở một khoảng cách an toàn. Indian Today dẫn lời các nguồn tin từ quan chức hàng đầu Ấn Độ cho biết, Chúng tôi biết mình đang bị theo dõi, nhưng chúng tôi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế. Do đó, chúng tôi đã triển khai các biện pháp tránh va chạm phía giới chức Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực theo dõi để thu thập những dữ liệu và thông số điện tử nhằm xác định các mã bảo mật của những chiến hạm Ấn. Biên đội tàu chiến Ấn Độ bao gồm tàu hộ vệ săn ngầm INS Kamota, khu trục hạm INS Sarjadin và tàu chở dầu INS Sati cùng 913 sĩ quan, thủy thủ ngày 21 tháng 5 cập cảng Tiên Sa, thực hiện chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tới thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Trung Quốc lại thử tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bắn tới Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 10 Trung Quốc thử nghiệm loại vũ khí này. Tờ Washington Free Beacon dẫn lời các giới chức quốc phòng cho biết vụ thử diễn ra hôm 27 tháng 5. Tên lửa mang nhiều đầu đạn có số hiệu là DF-41 được bắn lên từ trung tâm không gian Taiwan, bay qua hàng ngàn, dặm và sa mạc Gobi ở phía Tây. Vào tuần trước vào hôm 27 tháng 5, theo Washington Free Beacon, tên lửa có thể mang cùng lúc 10 đầu đạn và nhắm tới các mục tiêu riêng biệt. Hệ thống tên lửa xuyên lục địa này có thể được gắn trên phương tiện di động và nhắm tới tất cả các mục tiêu trên đất Mỹ. Truyền thông Trung Quốc đã từng nói rằng tên lửa này có khả năng mỗi cái mang 10 đầu đạn với công sức phá 150 kilotons. Trong lần thử nghiệm này, báo chí Trung Quốc không có lời bình luận nào. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với việc Bắc Kinh đang dần quân sự hóa các đảo tại khu vực Biển Đông và các tranh cãi về mậu dịch. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Christopher Logan nói với tờ Washington Free Beacon rằng Hoa Kỳ biết đến các cuộc thử nghiệm này và Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi việc phát triển vũ khí của Trung Quốc. Ông cũng nói vào lúc này, ông không thể đưa ra bất kỳ thông tin nào về các cuộc thử nghiệm cụ thể. Sắp tới đây sẽ có thêm nhiều thử thách cho nhà các nhà xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Tờ báo mạng trong nước xuất bản bằng tiếng Anh là Vietnam News cho biết cơ quan khí quyển và đại dương của Mỹ xác nhận rằng tôm và các loại sò ốc nhập cảng vào Mỹ sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt theo chương trình giám sát nhập khẩu hải sản, gọi tắt là SIM, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo chương trình này, các nhà nhập khẩu hải sản phải cung cấp các thông tin có thể xác nhận được, bao gồm từ khâu đánh bắt đến khâu bán đầu tiên ở thị trường Mỹ để tránh việc nhập các loại tôm từ các hoạt động khai thác bất hợp pháp. Hoa Kỳ đang gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, sử dụng các loại kháng sinh không được phép ở nước ngoài, sử dụng lao động nô lệ trên các tàu cá cơ sở chế biến hay tránh thuế chống bán phá giá do Mỹ áp đặt. Đối với tôm Việt Nam xuất khẩu, thị trường Mỹ vào năm ngoái chỉ chiếm 17%, đứng hàng thứ tư. Tuy nhiên, Hiệp hội Xuất khẩu Thủy Hải sản của Việt Nam cho biết là đã có những dấu hiệu tích cực cho việc xuất khẩu tôm vào Mỹ trong năm 2018. Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam vào Mỹ đã đạt 75 triệu đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan sẽ chủ trì việc thành lập một quỹ khu vực Mekong với các nước láng giềng Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam để hỗ trợ các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc. Tờ Nikkei của Nhật ngày 4 tháng 6 cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o cha sẽ đưa ra đề xuất này cho các lãnh đạo năm nước lưu vực sông Mekong tại Hội nghị cấp cao lần thứ 8 về chiến lược hợp tác kinh tế khu vực Ayayu Awadi Chao Praya Mekong, còn gọi tắt là APMEX, diễn ra tại Thái Lan vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Nikkei cũng dẫn lời ông Akthayus Srizamut, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, quỹ khu vực Mekong sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019 và Thái Lan sẽ đóng góp một khoản tiền ban đầu lớn cho quỹ này, có thể là hàng triệu đô la. Các tổ chức tài chính và các quốc gia không thuộc khung hợp tác APMEX cũng có thể đóng góp cho quỹ. Hiện tại các thông tin cụ thể của quỹ này vẫn chưa được thảo luận, nhưng dự kiến các nước thành viên của quỹ này sẽ nắm được quyền kiểm soát bằng cách thành lập một ủy ban quản lý chung. Hiện tại các nước trong khu vực vẫn chủ yếu vay vốn qua các thỏa thuận song phương với bên ngoài khu vực như các ngân hàng, tổ chức tài chính, Nhật Bản và các nước phương Tây. Trước kia là những nhà đầu tư chính trong khu vực, nhưng Trung Quốc gần đây đã gia tăng sự hiện diện trong việc cung cấp vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng cơ sở qua sáng kiến vành đai con đường của nước này. Bắc Kinh đã hứa sẽ cung cấp khoảng 1 tỷ rưỡi đô la vốn vay ưu đãi cho năm nước thuộc khu vực sông Mekong. Tuy nhiên, theo Nikki, sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc thường phải trả giá đắt. Chẳng hạn để được hoa lục đầu tư thủy điện, đường cao tốc và đường sắt là phải chấp nhận những quyền sử dụng đất đai và các quyền phát triển khác cho Bắc Kinh. Việt Nam đã nhập khẩu hơn 6.300 thiết bị để đào các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum trong vòng 4 tháng qua. Thống kê của Cục Thống kê Việt Nam cho biết như vậy hôm 5 tháng 6. Theo Tổng cục Thống kê, vào năm ngoái, Việt Nam đã nhập khoảng 6.300 thiết bị loại này, chủ yếu là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc đào tiền ảo hiện không bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ không cho phép sử dụng tiền ảo như là một phương tiện thanh toán. Vì vậy, việc trao đổi, mua bán tiền ảo ở Việt Nam theo các giới chức Việt Nam là hết sức rủi ro. Hồi tháng tư vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm quản lý tiền ảo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ sở tín dụng ở Việt Nam không được thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo và phải báo cáo ngay lập tức nếu thấy có các hoạt động đáng ngờ. Các công ty, các nhà môi giới và quỹ đầu tư ở Việt Nam cũng bị cấm tham gia vào các hoạt động trái phép liên quan đến tiền ảo. Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone của Việt Nam vừa hợp tác với công ty chuyên về an ninh mạng Secure Cloud của Đức để cung cấp cho khách hàng dịch vụ mới bảo vệ an ninh mạng trên điện thoại di động. Trang tin Security Brief Asia loan tin này hôm 5 tháng 6. Theo Security Brief Asia, hợp tác giữa hai công ty đã hoàn tất vào tháng 5 và hiện Vinaphone đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mới qua phương thức tính giá dựa trên thuê bao thứ cấp. Các khách hàng của Vinaphone sẽ được sử dụng dịch vụ mới của Secure Cloud hoàn toàn miễn phí trong vòng 4 tuần để thử tính năng dịch vụ. Sau giai đoạn thử, khách hàng có thể bổ sung dịch vụ này vào hợp đồng hiện tại bằng cách đặt mua qua nhắn tin hoặc vào trang mạng. Dịch vụ an ninh mới dựa theo dịch vụ Advanced Security Suite của Secure Cloud và đã được thay đổi một chút để phù hợp với cơ sở của Vinaphone. Dịch vụ mới giúp chặn những mối nguy gồm virus, trojan và các malware khác bằng cách phát hiện chúng sớm và loại bỏ chúng trước khi chúng đến được máy điện thoại của người dùng. Quý khán thính giả vẫn theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và Youtube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi thưa quý vị bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 chương trình phát thanh của ban Việt ngữ đại châu tự do sẽ chuyển từ làng sóng ngang sang phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của đại châu tự do Facebook và YouTube thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng và 9 giờ tối giờ Việt Nam các ngày trong tuần quý vị có thể tải ứng dụng tin của đại châu tự do từ App Store có tên đại châu tự do trên điện thoại iPhone và Android để nghe phát hành trực tiếp trên ứng dụng tình của Đại Châu Tự Do. Và trở lại với chương trình, trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, sau 2 năm xảy ra thảm họa môi trường Phật Mô Sa, cuộc sống ngư dân miền Trung giờ đây ra sao? Và môi trường biển khu vực xảy ra thảm họa giờ như thế nào? Lan Hương có bài tìm hiểu, mời quý vị cùng theo dõi. Cũng giống như hàng ngàn hộ ngư dân khác ở tỉnh Quảng Trị, gia đình bà Huynh là nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa năm 2016. Thảm họa do nhà máy găng thép Formosa ở Hà Tĩnh xả thải xuống biển, làm hải sản chết hàng loạt, nổi trắng vùng biển dọc 4 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trước khi thảm họa xảy ra, gia đình bà Huynh bám biển để mưu sinh. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng chẳng bao giờ phải lo nghĩ gánh nặng cơm áo. Thảm họa ập xuống, đẩy gia đình bà vào cảnh khốn khó. Chồng bà là ngư dân đánh cá nhưng không đi biển được vì cá nhiễm độc và số lượng không còn nhiều. Còn bà làm nghề buôn bán hải sản khô và đông lạnh, nhưng cũng không bán được vì dân sợ cá nhiễm độc nên không dám ăn. Trong khi đó, nợ ngân hàng lấy vốn làm ăn lên đến hàng tỷ đồng, nhưng không có tiền trả, lãi mẹ, lại bồng lãi con. Hai năm sau ngày xảy ra thảm họa môi trường biển, chúng tôi lại tìm gặp gia đình bà Huynh để hỏi thăm về cuộc sống. Bà Huynh cho biết cuộc sống của cô vất vả của anh biết làm gì nghề chứ đem ăn hàng thì tốn đông lai bán được kêu ai hỗ trợ chị thì gia đình cũng vững vàng cũng tế khó khăn chật vật của anh mấy năm trước là đi về được mùa hơn năm mấy năm đi tới lại đây là đi về mất mùa nhưng mà phố phục là đây thì họ ăn của mỡ thôi, lưa của chi của củ, họ sơ, họ hoán. Tuần trước, hai ông phó thủ tướng chính phủ là ông trịnh đình dũng và ông trương hòa bình đã đến thăm khu vực chịu tác động của thảm họa formosa và thăm cả nhà máy này ngày hôm đó truyền thông trong nước đồng loạt loan tin là biển đã an toàn và cuộc sống của ngư dân đã được ổn định cùng thời điểm đó bộ y tế khẳng định là hải sản nhất là hải sản tầng đáy khu vực biển bốn tỉnh miền trung đã đảm bảo an toàn chúng tôi trao đổi với tiến sĩ nguyễn việt thắng là chủ tịch hội nghề cá Việt Nam rằng hiện nay còn có khó khăn gì mà phía cơ quan chức năng và ngư dân phải đối mặt. Ông Thắng nói. Người ta vẫn sợ rằng cũng có nhiều câu hỏi đặt ra liệu có khi nào xảy ra tình trạng lại như thế nữa không. Thế tuy nhiên thì với quyết tâm của chính phủ chỉ đạo thì coi như là kiên quyết không bao giờ để xảy ra tình trạng uh, lặp lại cái, cái 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 trường hợp xảy ra nữa thì cái đó để làm củng cố tinh thần cho bà con và bà con cũng bắt đầu đi vào sản xuất lại bình thường trên mạng xã hội phần đông dư luận bày tỏ sự nghi ngờ với kết luận của cả hai là bộ y tế và bộ nông nghiệp nhiều ý kiến đã yêu cầu chính phủ phải công bố bằng chứng là biển đã sạch chứ không thể nói suông như vậy trong khi một số người đã yêu cầu phải thành lập đoàn kiểm tra độc lập gồm các chuyên gia quốc tế thì kết quả mới đáng tin Chúng tôi trao đổi thông tin này với tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang và được ông cho biết. Tôi thì cũng có nghe cái thông tin này, nhưng mà tôi chưa thấy có được những cái tài liệu cụ thể điều tra. Và ai đã điều tra đã cho những cái dữ liệu về môi trường hoàn toàn phục hồi thì tôi chưa được thấy thành đang còn đề nghị được tiếp cận những cái tài liệu cụ thể để có cái định giá chân xác hơn. Tiến sĩ Nguyễn Tắc An nói rằng bản thân ông và tất cả mọi người đều mong muốn môi trường biển phục hồi và người dân ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên theo ông ở góc độ khoa học muốn phát biểu điều gì phải có số liệu cơ sở khoa học để chứng minh. Vì chưa có dữ liệu cụ thể nên các nhà khoa học hiện tại chưa thể phân tích một cách chi tiết về môi trường biển miền Trung. Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có nên thành lập một đoàn kiểm tra độc lập với nhà nước hay không, tiến sĩ Nguyễn Tắc An không đồng tình với ý kiến này. Ông giải thích. Tôi cũng nghĩ là cũng chưa cần thiết vì đã thành lập một cái đoàn mà độc lập thì nó phải có chuyên gia, nó phải có công cụ nghiên cứu và nó tốn kém rất nhiều tiền của. Nhưng mà nhà nước là công bố cái thông tin này thì tốt nhất là nhà nước công bố rộng rãi ra là nhà nước dựa vào cơ sở nào những nhà khoa học nào kết luận về chuyện này trên cơ sở đấy thì ta mới biết là nên làm như thế nào vừa qua chính phủ Việt Nam đã quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu là cho phép công ty Formosa hoạt động ở Việt Nam trong 70 năm về phía công ty Formosa cũng vừa mới đưa vào vận hành thử nghiệm lò cao số 2, dự tính sản xuất 5 triệu tấn gang lỏng trong năm nay. Hội đồng giám sát của Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết là lò cao số 2 của Formosa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về môi trường. Nô lệ trên các tàu cá, cơ sở chế biến hay tránh thuế chống bán phá giá do Mỹ áp đặt. Đối với tôm Việt Nam xuất khẩu, thị trường Mỹ vào năm ngoái chỉ chiếm 17%, đứng hàng thứ tư Tuy nhiên, Hiệp hội xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam cho biết là đã có những dấu hiệu tích cực cho việc xuất khẩu tôm vào Mỹ trong năm 2018. Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam vào Mỹ đã đạt 75 triệu đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan sẽ chủ trì việc thành lập một quỹ khu vực Mekong với các nước láng giềng: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam để hỗ trợ các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc. Tờ Nikkei của Nhật ngày 4 tháng 6 cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o cha sẽ đưa ra đề xuất này cho các lãnh đạo năm nước lưu vực sông Mekong tại Hội nghị cấp cao lần thứ 8 về Chiến lược Hợp tác Kinh tế Khu vực Ayayuawadi-Chao-Praya-Mekong, còn gọi tắt là APMEX, diễn ra tại Thái Lan vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Nikkei cũng dẫn lời ông Akthayus Srizamut, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, quỹ khu vực Mekong sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019 và Thái Lan sẽ đóng góp một khoản tiền ban đầu lớn cho quỹ này, có thể là hàng triệu đô la. Các tổ chức tài chính và các quốc gia không thuộc khung hợp tác Akmex cũng có thể đóng góp cho quỹ. Hiện tại các thông tin cụ thể của quỹ này vẫn chưa được thảo luận, nhưng dự kiến các nước thành viên của quỹ này sẽ nắm được quyền kiểm soát bằng cách thành lập một ủy ban quản lý chung. Hiện tại các nước trong khu vực vẫn chủ yếu vay vốn qua các thỏa thuận song phương với bên ngoài khu vực như các ngân hàng, tổ chức tài chính, Nhật Bản và các nước phương Tây. Trước kia là những nhà đầu tư chính trong khu vực, nhưng Trung Quốc gần đây đã gia tăng sự hiện diện trong việc cung cấp vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng cơ sở qua sáng kiến vành đai con đường của nước này. Bắc Kinh đã hứa sẽ cung cấp khoảng 1 tỷ rưỡi đô la vốn vay ưu đãi cho năm nước thuộc khu vực sông Mekong. Tuy nhiên, theo Nikki, sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc thường phải trả giá đắt. Chẳng hạn để được hoa lục đầu tư thủy điện, đường cao tốc và đường sắt là phải chấp nhận những quyền sử dụng đất đai và các quyền phát triển khác cho Bắc Kinh. Việt Nam đã nhập khẩu hơn 6.300 thiết bị để đào các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum trong vòng 4 tháng qua. Thống kê của Cục Thống kê Việt Nam cho biết như vậy hôm 5 tháng 6. Theo Tổng cục Thống kê và năm ngoái, việc và môi trường biển khu vực xảy ra thảm họa giờ như thế nào? Lan Hương có bài tìm hiểu. Mời quý vị cùng theo dõi. Cũng giống như hàng ngàn hộ ngư dân khác ở tỉnh Quảng Trị, gia đình bà Huynh là nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa năm 2016. Thảm họa do nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh xả thải xuống biển, làm hải sản chết hàng loạt, nổi trắng vùng biển dọc bốn tỉnh Bắc Trung Bộ. Trước khi thảm họa xảy ra, gia đình bà Huynh bám biển để mưu sinh. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng chẳng bao giờ phải lo nghĩ gánh nặng cơm áo. Thảm họa ập xuống, đẩy gia đình bà vào cảnh khốn khó. Chồng bà là ngư dân đánh cá nhưng không đi biển được vì cá nhiễm độc và số lượng không còn nhiều. Còn bà làm nghề buôn bán hải sản khô và đông lạnh, nhưng cũng không bán được vì dân sợ cá nhiễm độc nên không dám ăn. Trong khi đó, nợ ngân hàng lấy vốn làm ăn lên đến hàng tỷ đồng, nhưng không có tiền trả, lãi mẹ, lại bồng, lãi con. Hai năm sau ngày xảy ra thảm họa môi trường biển, chúng tôi lại tìm gặp gia đình bà Huynh để hỏi thăm về cuộc sống. Bà Huynh cho biết cuộc sống của cô vất vả của anh không biết làm nghề chứ để ăn hàng thì tốn đông lai bạn được kêu ai à hỗ trợ cho chi gia đình cũng vững vàng kinh tế khó khăn chật vật của anh mấy năm trước là đi về được mùa hơn năm mấy năm đi trở lại đây là đi về mất mùa nhưng mà phối phục lại đây thì họ ăn của mỡ thôi lưa đai của chi của củ họ sơ họ hoán Tuần trước, hai ông phó thủ tướng chính phủ là ông trịnh đình dũng và ông trương hòa bình đã đến thăm khu vực chịu tác động của thảm họa formosa và thăm cả nhà máy này ngày hôm đó truyền thông trong nước đồng loạt loan tin là biển đã an toàn và cuộc sống của ngư dân đã được ổn định cùng thời điểm đó bộ y tế khẳng định là hải sản nhất là hải sản tầng đáy khu vực biển bốn tỉnh miền trung đã đảm bảo an toàn chúng tôi trao đổi với tiến sĩ nguyễn việt thắng là chủ tịch hội nghề cá Việt Nam rằng hiện nay còn có khó khăn gì mà phía cơ quan chức năng và ngư dân phải đối mặt. Ông Thắng nói. Người ta vẫn sợ rằng cũng có nhiều câu hỏi đặt ra liệu có khi nào xảy ra tình trạng lại như thế nữa không. Thế tuy nhiên thì với quyết tâm của chính phủ chỉ đạo thì coi như là kiên quyết không bao giờ để xảy ra tình trạng uh, lặp lại cái, cái 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 trường hợp xảy ra nữa thì cái đó để làm củng cố tinh thần cho bà con và bà con cũng bắt đầu đi vào sản xuất lại bình thường trên mạng xã hội phần đông dư luận bày tỏ sự nghi ngờ với đền các mã bảo mật của những chiến hạm Ấn. biên đội tàu chiến ấn độ bao gồm tàu hộ vệ săn ngầm INS Kamorta, khu trục hạm INS Sarvadhin và tàu chở dầu INS Sati cùng 913 sĩ quan thủ ngày 21 tháng 5 cập cảng Tiên Sa, thực hiện chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tới thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Trung Quốc lại thử tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bắn tới Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 10 Trung Quốc thử nghiệm loại vũ khí này. Tờ Washington Free Beacon dẫn lời các giới chức quốc phòng cho biết vụ thử diễn ra hôm 27 tháng 5. Tên lửa mang nhiều đầu đạn có số hiệu là DF-41 được bắn lên từ trung tâm không gian Taiwan, bay qua hàng ngàn, dặm và sa mạc Gobi ở phía Tây vào tuần trước vào hôm 27 tháng 5. Theo Washington Free Beacon, tên lửa có thể mang cùng lúc 10 đầu đạn và nhắm tới các mục tiêu riêng biệt. Hệ thống tên lửa xuyên lục điện này có thể được gắn trên phương tiện di động và nhắm tới tất cả các mục tiêu trên đất Mỹ. Truyền thông Trung Quốc đã từng nói rằng, Tên lửa này có khả năng mỗi cái mang 10 đầu đạn với công sức phá 150 kilotons. Trong lần thử nghiệm này, báo chí Trung Quốc không có lời bình luận nào. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với việc Bắc Kinh đang dần quân sự hóa các đảo tại khu vực Biển Đông và các tranh cãi về mậu dịch. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Christopher Logan nói với tờ Washington Free Beacon rằng Hoa Kỳ biết đến các cuộc thử nghiệm này và Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi việc phát triển vũ khí của Trung Quốc. Ông cũng nói vào lúc này, ông không thể đưa ra bất kỳ thông tin nào về các cuộc thử nghiệm cụ thể. Sắp tới đây sẽ có thêm nhiều thử thách cho nhà các nhà xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Tờ báo mạng trong nước xuất bản bằng tiếng Anh là Vietnam News cho biết cơ quan khí quyển và đại dương của Mỹ xác nhận rằng tôm và các loại sò ốc nhập cảng vào Mỹ sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt theo chương trình giám sát nhập khẩu hải sản gọi tắt là SIM bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo chương trình này, các nhà nhập khẩu hải sản phải cung cấp các thông tin có thể xác nhận được, bao gồm từ khâu đánh bắt đến khâu bán đầu tiên ở thị trường Mỹ để tránh việc nhập các loại tôm từ các hoạt động khai thác bất hợp pháp. Hoa Kỳ đang gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, sử dụng các loài kháng sinh không được phép ở nước ngoài, sử dụng lao động. Thưa quý vị, tù nhân lương tâm Trần Thị Nga vào ngày 5 tháng 6 được phép gọi điện về nhà sau nhiều tháng không được trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai cho hưởng tiêu chuẩn này. Ông Phan Văn Phong, người phố ngẫu và là cha của hai cháu nhỏ Phú và Tài của bà Trần Thị Nga, vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6, cho đã cho tự do biết khoảng chắc hơn 5 phút 5-7 phút thì đấy à, gọi điện một cái thì là câu đầu tiên là cô chuyển trách thôi. trước à, tôi chỉ khuyên cô có một ý rằng là có thể em không phải là phạm nhân nhưng mà hiện tại em đang ở tù thì tức là em thực tế em là tù nhân thế do vậy mà khi mà ra thăm con người ta bảo em phát áo tù nhân mà nếu mà em quát thì cái đó là đúng thực tế thôi Thế còn tùy em quát hay không thì khoát nếu mà cô gọi điện cô cô bảo anh vẫn sao anh không được biết được khuyên gì cả. Kệ em em xử lý vấn đề. Thế còn thì sau đó thì hỏi thăm chuyện gia đình bên nội bên ngoại. Thế xong rồi nói chuyện với trẻ con mấy câu. Đây là lần đầu tiên bà Trần Thị Nga được gọi điện về cho gia đình kể từ khi bị tuyên án 9 năm tù giam rồi bị chuyển đến trại xa nhà ở Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Ông Phan Văn Phong cũng cho biết vào ngày 12 tháng 6 tới đây, ông cùng hai con nhỏ sẽ đến trại Gia Trung thăm bà Trần Thị Nga và hy vọng lần đi thăm tới đây sẽ được gặp thân nhân. Bà Trần Thị Nga sinh năm 1977 và cư ngụ tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bà là nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân cũng như lên tiếng cho các vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Bà bị bắt vào tháng riêng năm 2017 và bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên xử vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Phiên phúc thẩm vào ngày 22 tháng 12 cùng năm y án sơ thẩm. Cáo buộc tòa đưa ra là nhà hoạt động Trần Thị Nga tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tàu chiến Trung Quốc đã theo đuôi ở khoảng cách an toàn đối với một biên đội tàu của Hải quân Ấn Độ khi các tàu này rời Việt Nam cuối tháng 5 vừa rồi. India Today TV trích những nguồn tin tin cẩn cho biết như vậy hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018. Theo Indian Today, Biên đội tàu chiến Ấn Độ bao gồm tàu vũ trang chống tàu ngầm tàn hình INS Kamota, một tàu chở dầu, đã rời Việt Nam trong tuần cuối cùng của tháng 5. Sau buổi diễn tập với Hải quân Việt Nam, đã phát hiện ra một tàu chiến Trung Quốc theo đuôi họ ở một khoảng cách an toàn. Indian Today dẫn lời các nguồn tin từ quan chức hàng đầu Ấn Độ cho biết, Chúng tôi biết mình đang bị theo dõi, nhưng chúng tôi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế. Do đó, chúng tôi đã triển khai các biện pháp tránh va chạm. Phía giới chức Ấn Độ cho rằng, Trung Quốc đang nỗ lực theo dõi để thu thập những dữ liệu và thông số điện tử. Nhằm xác... Nam đã nhập khoảng 6.300 thiết bị loại này, chủ yếu là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc đào tiền ảo hiện không bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ không cho phép sử dụng tiền ảo như là một phương tiện thanh toán. Vì vậy, việc trao đổi, mua bán tiền ảo ở Việt Nam theo các giới chức Việt Nam là hết sức rủi ro. Hồi tháng tư vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm quản lý tiền ảo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ sở tín dụng ở Việt Nam không được thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo và phải báo cáo ngay lập tức nếu thấy có các hoạt động đáng ngờ. Các công ty, các nhà môi giới và quỹ đầu tư ở Việt Nam cũng bị cấm tham gia vào các hoạt động trái phép liên quan đến tiền ảo. Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone của Việt Nam vừa hợp tác với công ty chuyên về an ninh mạng Secure Cloud của Đức để cung cấp cho khách hàng dịch vụ mới bảo vệ an ninh mạng trên điện thoại di động. Trang tin Security Brief Asia loan tin này hôm 5 tháng 6. Theo Security Brief Asia, hợp tác giữa hai công ty đã hoàn tất vào tháng 5 và hiện Vinaphone đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mới qua phương thức tính giá dựa trên thời bao thứ cấp. Các khách hàng của Vinaphone sẽ được sử dụng dịch vụ mới của Secure Cloud hoàn toàn miễn phí trong vòng 4 tuần để thử tính năng dịch vụ sau giai đoạn thử, khách hàng có thể bổ sung dịch vụ này vào hợp đồng hiện tại bằng cách đặt mua qua nhắn tin hoặc vào trang mạng. Dịch vụ an ninh mới dựa theo dịch vụ Advanced Security Suite của Secure Cloud và đã được thay đổi một chút để phù hợp với cơ sở của Vinaphone. Dịch vụ mới giúp chặn những mối nguy gồm virus, trojan và các malware khác bằng cách phát hiện chúng sớm và loại bỏ chúng trước khi chúng đến được máy điện thoại của người dùng. Quý khán thính giả vẫn theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và Youtube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do sẽ chuyển từ làng sóng ngăn sang phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đại Châu Tự Do Facebook và Youtube. Thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng và 9 giờ tối giờ Việt Nam các ngày trong tuần. Quý vị có thể tải ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do từ App Store có tên Đài Châu Tự Do trên điện thoại iPhone và Android để nghe phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do. Và trở lại với chương trình, trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, sau 2 năm xảy ra thảm họa môi trường Phật Mô Sa, cuộc sống người dân miền Trung giờ đây ra sao?